Cuộc đời của anh được trải qua đại dịch Corona này là hạnh phúc. Nói vậy đó, anh quay để kỷ niệm clip Corona. Người ta nói là giữa hán đàn ông là quỷ dữ, giữa hán phụ nữ là địa ngục, bắt quỷ dữ nhốt địa ngục ra thiên đường. Thằng kia nó nói thôi ba. Vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, châm biếm, hài hước, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Tứ trụ Sài Gòn, gym Triệu Đô, đẳng cấp 5 sao, gym Chúa Duy Nguyễn, THOL. Chào mấy em, đang mùa dịch Corona, bệnh thấy mẹ luôn. Sáng nào không làm chạy chụp cú vậy á, muốn bành não luôn. Bệnh vậy đó, gán tập. Nó nói là anh Di ơi, bữa nay quay vlog thực hành đi. Nó nói là mày nghe cái giọng tao nè, còn quay được không? Nope. Nói thôi gamer chơi luôn đi anh. Yes. Kỷ niệm cuộc đời của anh được trải qua đại dịch Corona này là hạnh phúc. Nói vậy đó, anh quay để kỷ niệm clip Corona. Xong nó kêu anh đó quảng cáo cây đất clip cho anh, nó đoạn cây gì đây? À cây đất. Quảng cáo mẹ gì nữa mày ơi. Già cả rồi. Đừng làm chuyện cho chúng nó chửi. Thấy con nào tập gym mười mấy hai chục năm đi làm clip quảng cáo không? Nope. Không, không làm clip quảng cáo. Mình chỉ làm clip chia sẻ thôi. Nó hẹn 9 giờ quay. Nó quay đồng hồ bây giờ mấy giờ? Má nó tan mười mấy chai ao clip luôn rồi. Bây giờ tao nói thiệt với mày á, điện với điện lặn bà đó, nó quay gì nữa. Bây giờ quay chém gió thôi chứ quay gì. Nói anh ơi, anh xuống anh tập xíu đi cho nó nóng rồi em xuống quay cho đẹp. Xong cái tập bà mày, mày chưa tập. Tao tập tao muốn hết tan cao clip luôn, nó ngồi nó lựa mấy cái máy quay nó kiếm cái thẻ nhớ. Ờ má con thằng media nó nghĩ năm nó quay đại á, nó biết chỗ để cất đồ, nó kiếm thẻ nhớ lụm đèn đổ xét bóng đông cây. Tao lại mày. Má ơi, phòng bình tân của tao khách đông thấy mẹ đâu mà xét mấy cái đèn lên chói mắt quá, ai tập nữa ba. Hả? Tao nói rồi. Cái phòng quận 12 tao làm cho nó bự á, thì qua bên đó quay đèn. Ông má bên đó lại hiện. Nó thôi kẹt xe anh ơi. Kẹt con mẹ gì đang dịch cúm Corona nó nghĩ hết rồi. Không có nào chạy qua đường đâu kẹt. Không tin đi đi, chiều nay cầm máy cái đèn qua bên trước đi. Xét độ khẩu độ rồi tần số này nọ các kiểu đi. Ôi mai làm cho nó ngon ơi. Thông cảm, cúm, nói chuyện nó hết vỏ vậy. Rồi bữa nay là chia sẻ mấy em, mấy bạn, mấy anh chị em, mấy cô dì chú bác đã bị bệnh, chưa bị bệnh cũng phải đi tập gym nha. Tại sao phải đắp bằng cây này? Đơn giản thôi. Tại vì bình thường á, chúng ta ở nhà chúng ta hít đất vậy á, nó không có giá trị thương mại. Hít đất đâu mà người lên không có con đĩa nào hết trơn trời à. Hít ra đĩa đó. Thôi từ từ chút nha. Chút. Tại máy lạnh đâu rồi. Máy lạnh nó lạnh qua lặn đĩa rồi. Nhưng mà khẳng định với các đồng chí luôn, các đồng chí hít đất vậy là không lên đĩa nha. Cái gì lên gì? Khỏi hít, dưỡng sức. Tại sao? Tại vì chúng ta chống cái này xuống nè, chúng ta sao lên được. Chúng ta muốn lên chúng ta phải gồng lên, hít lên, đó là hít lên cái. Mày tập võ, hít dày, hít dày hít ngu. Mà mày kệ mẹ nó võ đi, mình gym không nói được mấy em. Nó võ nó thích cái gì đó kệ nó đi. Nhưng mà tập gym hít vậy là ngu. Tại sao ngu? Thì chúng ta gồng lên hít để chúng ta chịu cái lực cái đây nè. Mai mốt cái này mẹ nó mòn bạc đạn nó sao xui nha. Nó mòn bạc đạn nó sao xui á. Đó. Đi luôn 1, 2, 3, 4. Thôi, mẹ tập gym. Mà cái tay xấu quá cái nó bỏ. Do đó chúng ta cần phải có cây hít đất. Đơn giản vậy thôi. À, tác dụng cái đất nha. Nhiều tiền thì không biết. Nói chung mua hàng thì mua đi bán. Nhưng mà thề luôn mua cái này không bán. Mua kèm ship mới bán chứ ba. Mua phải có giá trị thương mại. Ship hàng nó phải có tiền. Tự nhiên mẹ mua cái này có mấy chục ngàn, trăm ngàn gì đó không biết nữa. Tiền ship ăn hết. Tự nhiên thằng mua cũng ngu, thằng bán cũng ngu. Thằng shipper nó khô. Chơi vậy chơi. Chơi vậy mấy em có chơi không? Comment thật lòng. Nope. À cái này khỏi chẳng ốc. Nè có cái rảnh này nha. Có rảnh nè. Đó chúng ta để vô ngay rảnh nè. Và ấn nhẹ vô. Nó dính một đầu. Nè có rảnh nè. Không. Nhớ để cái rảnh vô cái lỗ.
để rảnh vô cái lỗ. Người ta nói là gì, giữa háng đàn ông là quỷ dữ, giữa háng phụ nữ là địa ngục, bắt quỷ dữ nhốt địa ngục ra thiên đường. Thằng kia nó nói thôi ba. Nói chung anh đúng em cũng ghê lắm em. Ok đó, hả. Nè nhớ con đầu cao đầu thấp, cầm xong được đó. Giày, nhưng mà cái quan điểm phong cách của anh thích giày. Có đứa cầm giày, có đứa cầm giày, cầm quỷ cũng được đó. Đừng cầm giày thôi à. Ông ấy hít về nha má, hít về là tổ qua nhập ma chết. Nè đó, ông được. Giày cũng được, giày cũng được, giày cũng được. Không hít giày nữa nha. Má nó hít hít đủ kiểu hết, thôi giờ làm rồi. Em qua. Chắc không? Bây giờ mình review nó trước đó đã. Càng giọng nó càng chắc á. À, thì review trước nha. Rồi giờ hít sau lên dây điện. Hít đất là phải lên vú, lên dây điện cho lên tay sau. Yes. Hít chừng 30 cái thôi. Okay. Bây giờ chơi công thức 30 cái nha. Hít một set, hít set một thôi. Làm mẫu thôi. Rồi mấy bạn làm liên tục. Không mà làm 2 set đi. Làm 2 set đi. Làm 2 set nha mấy em. Ví dụ anh làm 2 set. Tụi em làm nhà 4 set. Bảo đảm lên vừa qua rồi, lên con đĩa, lên dây điện. Thấy không? Bình thường thôi, đừng có hít chịu chảnh quá mấy em. 1 2 3 nè. 4 5 6 7 10 rồi đó. Rồi sao nữa? Đổi nha, nhớ đổi nha. Đây vậy nè. Gồng liên tục cơ cô. Sao nữa? Còn 10 cuối, đẩy lên. Trở về ban đầu. Không nhức ngực, không ăn tiền. Thấy gần lên được chút đỉnh không? Đó, hồi nãy chưa lên, từ từ tập 4 set đi, nó lên cho coi. Hey. 1 2 3 đau vú quá. Hay chết đất nó nhỏ không? Tập hơi tập ngực nữa. Dịch corona mua về nhà tập đi mấy ông nội. Mà tới phòng tập cũng được nữa. Nói chung làm gì làm. BBT ra tiền rồi được rồi. Cần vú lên đàng hoàng chứ bộ. Không. Bye bye. Mai ra clip thiệt nha, ra clip demo thôi. Bye bye. Mọi người đặt hàng thì liên hệ về page nha. Xin được nhắc lại số điện thoại là 1900 2050 hoặc là 0934 111 640. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài.